trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, sáng nay, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã tham dự buổi tiếp của Thủ tướng với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực y tế, trường đại học Waseda và Hiroshima của Nhật Bản và ký kết biên bản ghi nhớ với tập đoàn Sumitomo và BRG. Tại buổi làm việc với các tập đoàn, đặc biệt là tập đoàn Sumitomo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh chủ trương đầu tư phát triển các khu đô thị mà lãnh đạo tập đoàn đã đề xuất, trong đó đặc biệt quan tâm đến các vấn đề xã hội, thiết chế văn hóa, giáo dục đào tạo, y tế, giải quyết việc làm nhằm phát triển khu đô thị theo hướng bền vững. Thủ tướng cũng khuyến khích hợp tác công tư để huy động nguồn lực của cả nhà nước và tư nhân vào đầu tư phát triển. Sau khi cùng làm việc với Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đã cùng với Chủ tịch kim Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Sumitomo Masayuki Hiodo và Chủ tịch Tập đoàn BRG Nguyễn Thị Nga ký kế kết biên bản ghi nhớ về hợp tác phát triển các dự án tại thành phố Đà Nẵng. Theo đó, trong thời gian đến, tập đoàn Sumitomo sẽ hợp tác với tập đoàn BRG nghiên cứu đầu tư vào nhiều dự án phát triển hạ tầng đô thị tại Đà Nẵng.